cặp đấy. Có cái vòng xoay đúng đúng cái chu trình không? Sai chu trình thì nó biến nó chạy đúng. Và nó phải theo chỉ tiêu mặt mặt. Xuống lấy hàng hả? Tới chưa? Tới chưa? Trời ơi, giờ đi chắc nửa tiếng hả? Thế phải không? Rồi đi đi. Tới mà tới rồi. Giao đồ. Ngược lại cái này nó xuống dày chứ. Nó từ trên nó xuống dày. Bên này dày ở giữa ngực, từ trên xuống, bên này. Xong nó vuốt trong bụng, nó vuốt ra phía sau. Thì vuốt trước chứ mấy mẹ. Ở trước xuống. Rồi mới ra sau lưng. Ở, đặt này là cái mé hông. Đúng rồi. Sau lưng mới ở. Rồi xong rồi. Xong vuốt ra sau lưng nghe. Đúng rồi. Đó, xong rồi sau lưng. Sau lưng mình nó vuốt một cái thành ngược vậy nè. Vậy nó mới thò lên tới vai luôn. Đẹp không? Nè, thấy không nè. Thấy không? Nó vuốt xéo bên kia sao xuống bên này được. Xéo bên kia. Vuốt cái bên này bỏ, thầy vuốt bên này, đó. Thầy vuốt kìa. Bên đâu thầy vuốt bên này? Nó mới vuốt sao, nó mới tới, nhưng tôi mày vuốt sao tự lây lên tay được. Cái này nó vuốt xéo, bên này nó xéo bên này. Đó, điều, đó, khi sau xuống. Dạ. Trước à. Đó, trước này. Đó, cái điều trước nó bao nhiêu vậy? Là như mình xuống đây xuống dưới này dạ. Tức là cái luôn luôn cái một đó là cái viết của hả, cầm cái viết mà vẽ cái này nè, cái viết này
cái ngực trên đó chứ nè. Biết rồi, là cái cỏ của tàu á. Cỏ phía của tàu thì biết lòng. Lòng, cái cây này là biết lòng á. Thì hình chung này luôn mình biết. Cái này nè, cái này mình biết mực đó là mình hay à. Mình biết sao mà có mực nó chết chết mực trên đó. Ủa mày cái mực, cây gì đó, rồi mình thấy rồi. Rồi cái đó mình sẽ xoay. Thay đứng xong rồi cứ rời rời cái nét này vậy, cái tay không được bị vẽ vậy, nó không có vẽ được, bị vẽ vậy sao vẽ. Mày coi nè, cái tay mực nó nằm đây nè, bị chẹt chẹt mực nè, nè chẹt mực tiếp nè, nè cái tay chẹt mực tiếp nè, cái tay bị dính mực bị quẹt đập hai cái tay á, đập thử là nó mà là đập quen lắm rồi, là không có cho mình thấy cái đó, mình phải tự vẽ bằng tay đó. Ủa thầy nói là cái này tay phải thì cứ làm cái nào cứ vẽ, nó tự nó vẽ đấy, nó là không được xài thôi. Cái này là dính mực, dính nước miếng mà sao lại nước miếng người vẽ cái nước miếng nó dính theo cái dòng đó. Cái nước miếng mặt trên hai ngón tay á là hai dòng mực, có hai mực màu đen rồi cái trắng mực đen mà vẽ sao cái màu đen này nó thành hai ngón tay nó chạy dòng nào, cái ngón tay nó phải bọc xung quanh cái đường cua đó, ngón tay là phía sau đang chạy á, rồi mày xoay sao mày xoay, đừng có rời ra. Ừ, mà không thường trốn tay ra xong rồi cứ lời mình đang vẽ mình có đứt cái nhát thì sao? Đó, nó vẽ nó cứ đè xong đây cho mày cứ rời móng tay lên rồi sao mày vẽ? Cứ mày vẽ đó là mày cần cái cọ vẽ sao rồi đừng có đứt cái nhát ra. Đó, mày quay quay đó rồi cái lúc quay tự quay quanh nó vẽ tiếp, giữ cái miếng cá là giống như người đâm chơi lấy cái cọ mà vẽ vậy đó. Rồi khi mà rồi tới đó mà quan được xoay cái đầu xung quanh nó, cái dùng trí khôn ra chứ để cứng nhắc như sao mà vẽ đó, rồi làm lại ngón tay vô nó quen, lại ngược cái cọ, rồi cái cọ là cái miệng này, cái miệng nó nằm đây thì nó quẹt xuống vậy vậy. Đây này xe lên xe, tức là chỗ này có mực, chỗ bên đầu này không có mực, cứ mà như vậy là vẽ không có được, có đưa một cái cọ mà vẽ nó không có thành cái nét, không biết chữ tàu không biết được rồi đó, giờ tôi kiếm cái cọ mày không có hiểu luôn, cái bàn tay mình là hai cái ngón tay mình là cái cọ viết nè, nó mực nó nằm đây nè, rồi rồi nè cái viết quẹt này thấy không? Dạ. Nghe cái tay không được rời rồi đấy, nó luôn nó mòn chứ không đâu, mày lên mày đua với người ta cái dòng của mày nó không có ra cái hình thù gì hết, chết rồi. Rồi làm lại coi, ý cái ngón tay á, cái mặt ngón tay nó phải luôn ịnh xuống mặt ghế. Ngồi khiêng được cái xoay trở làm sao tự mình xoay trở, tức là giống mày đang ngồi mình khỏe cái dòng lòi, nó là dòng lòi, nó là dòng âm, rồi dòng âm giờ tới cái dòng dương, rồi dòng dương là hai món này nè, cái cọ là nó đứng thẳng xuống này. Nè cái miệng cũng nằm đây thấy không nè, cũng giống vậy nhưng mà xài món này hai món này dạ. Đó là dòng sống, dòng sống làm tiếng gần có lên không? Thấy clip không? Rồi mình làm lại đi. Để có clip về mình học không? Ở nhà mình tự vẽ cái món đó ra, mình có cái hình mình vẽ ra miếng giấy ở nhà chưa? Vẽ rồi thầy mà không biết đúng tỷ lệ không? Nhưng mà có tao có đem theo sao tao thấy? Thì chụp cái hình này gửi cho tao. Yeah. Hai ngón tay phải đúng vậy. Cái này ngón tay của thằng kia, bề dài ngón tay của nó đứng thẳng thẳng góc vậy nè, thấy không? Thấy lại cho có dạ. Nghe có cái để mình còn cái clip nè, thấy không? Mình vẽ đúng nào cái ngón này phải đứng vậy, đó là con dương, có vẽ để làm mẫu về mình tập vậy đó. Còn ngón âm nè, bị nó thiếu xoay ngược lại quẹt, nó làm như cái bùa vậy đó. Cái này là có cái này về lúc sau, về sau được vẽ thêm mặt kiếm ra cái dòng đó. Đó thấy ông này vẽ đó, dựng đứng cái ngón tay đứng thẳng 90 độ đó, cuốn áo sao cuốn áo miễn sao cũng được. Là nó có hai miếng nằm hai bên, một miếng nằm bên
thì cũng vậy luôn. Bên này cái cây này để như bên này. Dạ. Bên này người ta âm bên này. Ngược lại không? Ừ. Chứ là hai ngón thì bị đánh. Dạ. Hai ngón nó bị tập sao? Tập sao thuộc cái đó về nhặt nó bị treo hai. Hai cái đó mình vẽ cho nó tròn vì sao cới. Tròn lấy tờ giấy mình vẽ được nó cầm cái viết mình vẽ ra cái hình đó. Không. Tức là không có cái hình mình tự vẽ lại. Giờ cái mẫu là nó giống như học đồ vậy đó. Mình học cái đồ cái chữ là xong rồi nữa mình học lại. Cái này gọi là gì? Ngón tay chưa, cái khớp này không có luyện nó đứng vậy. Sao cũng ngón tay mình nó cứ gục xuống. Cái này luyện cỏ nó đứng. Người đứng này nó đứng. Cái đó là chính khớp sống. Xong bây giờ hôm nay tới cái bài gọi là cảm trang rồi thầy giảng cho mày xong rồi đó, thầy chỉ cái bài hên nó không mua về là thua dục luôn, ép là không lên là chết luôn, vì ghê lắm cái tụi cái kỹ thuật mạng đó, không có đơn giản ngày nay mạng không có cái mạng bị tập đồ chậm căng căng lại. Cái này bây giờ vậy nè, cái bài hôm nay gọi là cách đứng, cách đứng khi tập khí công hoặc là đứng khi mày đang đứng là thường lưng đứng cái chân vậy nè. Cái này gọi là tư thế dưỡng sinh. Khi tập khí công là người ta tập làm sao là không để không bị đau lưng nữa, chứ không bị đau lưng nữa. Đó, nhiều người không có để ý, mày đứng lâu nó sẽ bị á, rồi không bị đau chân, không đau chân, nó mà không bị lung tức là không bị hư cuộc sống, không đau khớp, các khớp chân, rồi không đau cuộc sống là khớp thì cái tư thế đứng như thế nào, thấy không? Bây giờ mình coi cái bàn chân này là hai bàn chân này có mấy tư thế đứng? Giữa hai bàn chân là hình chữ nhật. Xếp tôi lại cho mày thấy cái bàn chân người ta sẽ có mấy mét đứng. Nè cái bàn chân của mình nha. Tôi cái hình bỏ cái hình để thấy. Này cái bàn chân mày đứng. Nhiều lúc mày đứng mày tập mày không có để ý cái chân mình cứ theo ông thầy không à. Còn lúc nó mỏi kệ là chị bệnh chết luôn. Nè hai bàn chân, hai bàn chân là hai cũng vậy. Hai bàn chân nó cũng vậy đó, thấy không? Rồi đứng này. Một trường hợp là ở giữa này là bằng bề dài bàn chân này, đúng không? Nè, ta đo cái bề dài bàn chân này. Để ra là một, xong không? Rồi hai nè. Rồi ba nè. Đó, lại một. Rồi hai. Rồi ba. Rồi bốn nè. Đúng mét luôn. Đó, khỏi ta nói cái có cái hình này cái mày ra mày tự biết. 15, 16 này. 17 này. 18, 18 rồi. Rồi mày đứng thử ba cái chân mày có hiểu bài không biết. Đánh được nó mà không hiểu là thua luôn. Rồi, tôi đứng bình thường.
Hai là đứng chích mà. Rồi nó vô. Có nè. Đâu, đừng mà làm từ từ. Một cái mày đứng mà một phút 30 giây để nó coi cái cực coi nó khác nhau cho nó. Để rồi loại 1, loại 1 lại đi. 1 đứng bình thường. Rồi loại 2. 2 là đứng dậy. Rồi loại 3. 3 là đứng mở ra. Rồi. Rồi loại 4. 4 là đứng khác không? Rồi đúng rồi. Dạ. Bên ngoài. Rồi. Rồi đứng bên trong. Rồi. Rồi giống đó. Rồi. Rồi đứng góc. Là mấy cái là mấy loại rồi? Bảy rồi, 4, 5, 6. Rồi, tại vì cái nữa là gì? 7 rồi phải không? Ừ. Xích sát vô. Cái cuối là đứng bình thường rồi. Nghe sát vô. Có rồi. Đúng rồi, có rồi, 8 rồi. Thấy không? Thì cái nguyên tắc đó là gì? Khi mà giả sử mày đi đâu mà đứng đợi xe buýt hay mày đứng mày coi truyền hình hay là đứng vô sân vận động mày coi biểu diễn gì đứng theo 8 cách đó thì nó không có đâu chứ không bị mỏi chân. Thực ra người ta thấy mày đứng im, còn thằng đứng coi nha. Thôi nó ngồi xuống đây. Làm cái chân nó không biết đứng.